Nhằm tạo điều kiện để thành phố Thủ Dầu Một hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, sớm hoàn thành chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Võ Văn Minh cùng các sở ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công của địa phương. Về đầu tư công, căn cứ nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn sau đối với các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, giao thông, chiếu sáng, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, kiên cố hóa kênh rạch. Thủ dầu một đề xuất phân cấp nguồn vốn theo tiêu chí đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng và bổ sung nhu cầu vốn của năm 2024-2025 để triển khai thực hiện bồi thường và khởi công mới các dự án. Đối với việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm theo Nghị quyết số 17 của tỉnh ủy, thành phố đề xuất đầu tư triển khai công trình giao thông trọng điểm, công trình than chốt tại trung tâm đô thị, công trình kết nối để tạo sự phát triển tương xứng giữa đô thị mới và đô thị hiện hữu. Thủ dầu mô cũng đề xuất về vốn, thực hiện chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng cống ngăn triều, di dời các đơn vị sự nghiệp, đầu tư trung tâm đầu mối nông sản thực phẩm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh, ghi nhận các đề xuất và yêu cầu thành phố thủ dầu một khẩn trương triển khai điều chỉnh quy hoạch cục bộ tổ chức thực hiện các công việc liên quan chủ động phối hợp các sở ngành thực hiện các công trình dự án đảm bảo chất lượng hiệu quả đúng quy định về các danh mục nhu cầu sử dụng các khu đất công trụ sở công trên địa bàn thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của thành phố đối với những kiến nghị khác lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ngành tiếp tục phối hợp với thành phố thủ dầu một tháo gỡ triển khai thực hiện để thủ dầu một tiếp tục phát triển nhanh bền vững xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh